Thưa quý vị, Chủ tịch Hội đồng Euro tuyên bố sắp tìm được sự đồng thuận giải ngân cho Hy Lạp. Tin từ Brussels, Chủ tịch Hội đồng Euro Jean-Claude Juncker nói rằng ông ta tin tưởng Bộ trưởng Tài chánh các nước trong khối sẽ đồng thuận trao thêm đợt tiền vay mới cho Hy Lạp. Giới chức thân cận các vị Bộ trưởng Tài chánh các nước cũng nói rằng cuộc họp sẽ đồng ý giải ngân tiền vay cho Athens sau khi Hy Lạp đã đồng ý thi hành những biện pháp cải cách đòi hỏi, nhưng số tiền không hy vọng sẽ trao cho Hy Lạp trước tháng 12. Quỹ tiền tệ quốc tế và Liên Âu đang tranh chấp nâng hạn chót đáp ứng mục tiêu ngân sách Hy Lạp từ năm 2020 đến năm 2022. Bà Christine Lagarde nói rằng bà ta và Liên Âu sẽ thảo luận vấn đề gia hạn này vào chiều nay. Hy Lạp đã được chấp thuận cho vay tiền của Nguy lần thứ nhì trong tháng 2, nhưng sự chống đối trong nước và hai lần bầu cử làm cho Hy Lạp không thể thi hành những điều kiện đính kèm theo số tiền cho vay được chấp thuận. Bộ ta đã ngừng trao tiền cho Hy Lạp từ tháng 6. Ông Juncker nói rằng có nhiều cơ hội trao tiền vay cho Hy Lạp qua cuộc họp trong ngày hôm nay, nhưng cũng đang còn nhiều chi tiết phải thảo luận.